Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý thính giả đã luôn quan tâm đến kênh tin tức 24h TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24h TV. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, Mời quý vị cùng đến với những tin chính sau đây. Xót xa bé sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi bên quốc lộ 1A ở Quảng Bình. Bắt tạm giam phóng viên Nguyễn Hoài Nam về tội lợi dụng các quyền tự do. Công an Việt Nam bắt được đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã của Interpol. Sập bẫy đa cấp, tri hội trưởng phụ nữ thôn ở Hà Tĩnh đi lừa đảo gần 1 tỷ đồng. Cậu tạc ở Thái Nguyên dùng súng đắt trả công an khi bị truy đuổi. Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại di động ở Hà Nội. Triệt phá đường dây đưa người vượt biên sang Trung Quốc ở Quảng Ninh. Phát hiện nhiều vụ phá rừng quy mô lớn ở Gia Lai, Con Tum. Sau đây, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Xót xa bé sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi bên quốc lộ 1A ở Quảng Bình. Trước đó vào khoảng 3 giờ ngày mùng 2 tháng 4, anh Lê Thanh Sơn, chú tại thôn quốc lộ 1A, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khi đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Khi ra trước cửa nhà thì anh Sơn bất ngờ phát hiện một cháu bé trai, sơ sinh, đang nằm trong một thùng giấy. Lúc này bé trai khoảng 5 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, mặc một áo sơ sinh màu trắng, đeo găng tay màu vàng và được quấn trong một chiếc chăn bông màu nâu chấm bi trắng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Hải Phú đã nhanh chóng đưa cho bé đến bệnh viện đa khoa bố trạch để kiểm tra sức khỏe và ra thông báo để tìm người thân cho cháu. Bắt tạm giam phóng viên Nguyễn Hoài Nam về tội lợi dụng các quyền tự do Sáng ngày 3 tháng 4, theo nguồn tin của phóng viên, Tối mùng 2 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hoài Nam để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật hình Sự năm 2015. Cũng theo nguồn tin của phóng viên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định, khởi tố, quyết định tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Hoài Nam. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Hoài Nam đã sử dụng tài khoản mạng xã hội, đăng tải những thông tin được cho là không đúng sự thật, vu khống một số cá nhân. Ông Nguyễn Hoài Nam từng là phóng viên, cộng tác viên của một số tờ báo. Ông là phóng viên chuyên lĩnh vực điều tra và từng được nhiều giải thưởng báo chí. Công an Việt Nam bắt được đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã của Interpol. Ngày 3 tháng 4, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã Lee Seok Yu sinh năm 1969, quốc tịch Hàn Quốc cho cảnh sát Hàn Quốc xử lý theo thẩm quyền. Theo hồ sơ truy nã của Interpol, đối tượng là người đứng đầu trung tâm thực hiện cuộc gọi lừa đảo viễn thông tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 9 năm 2013, Lee Seok-ju đã thực hiện các cuộc gọi về Hàn Quốc để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 252 triệu won của 13 nạn nhân. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cảnh sát Hàn Quốc truy nã quốc tế Lee Seok-ju về tội nhóm tội phạm có tổ chức. Đối tượng sau đó đã mang sang Việt Nam lẩn trốn. Qua công tác nắm tình hình, công an quận Hoàng Mai phát hiện đối tượng truy nã Lee seok đang lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội. Ngày 27 tháng 3, công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Lee seok khi đối tượng đang di chuyển đến khu đô thị Spalendora An Khánh, huyện Hoài Đức. Ngày 31 tháng 3 tại sân bay quốc tế Nội Bài, công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bàn giao đối tượng truy nã Lee Seok-ju cho cảnh sát Hàn Quốc để xử lý theo thẩm quyền sập bẫy đa cấp, tri hội trưởng phụ nữ thôn ở Hà Tĩnh đi lừa đảo gần 1 tỷ đồng. Sáng ngày 3 tháng 4, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh thông tin đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Lý, sinh năm 1955, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, trước năm 2018, bà Lý đầu tư mua tiền ảo theo mô hình đa cấp, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và thực phẩm chức năng nhưng bị thua lỗ hàng tỷ đồng. Thời gian này, bà Lý đang làm tri hội trưởng tri hội phụ nữ thôn Tự Cường. Để có tiền trả nợ, bà Lý đã lợi dụng uy tín của mình, đưa ra các thông tin gian dối như cần tiền để đầu tư mua đất, xây nhà hoặc chạy việc cho con nhằm vay tiền của người quen trong xã. Thực chất là bà Lý vay tiền để trả nợ và đáo ngợ ngân hàng. Với thủ đoạn trên, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, đã có 15 người dân trên địa bàn xã Sơn Lộc, cho bà Lý vay với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau khi bà Lý tuyên bố vỡ nợ, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo bà này đến công an huyện Can Lộc đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng trước pháp luật. Cậu tạc ở Thái Nguyên dùng súng đắt trả công an khi bị truy đuổi. Ngày 3 tháng 4, Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Linh, sinh năm 1990, trú tại thành phố Thái Nguyên và Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1994, trú tại huyện Đồng Hỷ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô, một súng ngắn đạn cao su, một súng tự chế và một số tăng vật liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Võ Nhai đang tạm giữ hai đối tượng, củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ tối ngày 1 tháng 4, trong quá trình trở về đơn vị, đại úy Lê Quý Tình, cán bộ công an huyện Võ Nhai, nghe có tiếng chi hô của người dân về việc nhiều đối tượng ăn trộm chó ở thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Thấy vậy, chiến sĩ này đã lập tức truy đuổi theo các đối tượng, đồng thời điện báo công an huyện và công an thị trấn Đình Cả phối hợp truy bắt. Khi đuổi đến gần trung tâm y tế huyện Võ Nhai, có thêm công an viên Thái Hữu Giáp cùng tham gia phối hợp. Khi bị truy đuổi, một cậu tặc ngồi sau xe mô tô đã cầm súng đạn cao su đắt trả về phía anh Giáp, làm chiến sĩ này bị thương ở đùi bên phải. Mặc dù bị thương và các đối tượng đã dùng vũ lực, vũ khí chống trả quyết liệt, nhưng anh Giáp và lực lượng chức năng vẫn tiếp cận, tước vũ khí và khống chế, bắt giữ hai đối tượng. Tăng vật thu giữ gồm xe mô tô, một súng ngắn đạn cao su, một súng tự chế. Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại di động ở Hà Nội Kính thưa quý vị, ngày 3 tháng 4, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng Lưu Ngọc Lộc, sinh năm 1993, ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Xuân Công, sinh năm 1989, ở xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, và Đặng Văn Thuyên, sinh năm 1989, ở xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo công an quận Nam Từ Liêm, Lộc và Công đều có 3 tiền án, không có việc làm ổn định, nên thường xuyên đi với nhau để dình xem ai sơ hở là cướp giật điện thoại di động. Cặp đôi này đã gây ra ít nhất 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận huyện. Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Quốc Oai, hầu hết những chiếc điện thoại cướp giật được. Công và Lộc đều bán cho Đặng Văn Thuyên, đối tượng đã có một tiền án. Gần đây nhất là vào ngày 18 tháng 3 năm 2021, Lộc và Công đã cướp giật một chiếc điện thoại di động trên đường Lê Quang Đạo, đoạn sân vận động Mỹ Đình của một người đi xe máy. Từ việc lần ra chiếc điện thoại trên tại một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan công an đã bắt giữ Lộc và Công. Tại cơ quan công an, Thuyên khai quen biết Lộc từ giữa năm 2020. Thuyền đã 5 lần mua điện thoại của Lộc và Công. Mỗi chiếc điện thoại mang đến, Thuyên đều biết đây là điện thoại Công và Lộc trộm cắp hoặc cướp giật được nhưng vẫn đồng ý mua. Vụ việc hiện đang tiếp tục được làm rõ. Triệt phá đường dây đưa người vượt biên sang Trung Quốc ở Quảng Ninh Ngày 3 tháng 4, đồn biên phòng Bắc Sơn cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 4 đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Trước đó vào hồi 11 giờ ngày 1 tháng 4, tại đường Liên xã thuộc Bản Cao Lan, xã Bắc Sơn, thành phố Mong Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ tuần tra kiểm soát đối biên phòng Bắc Sơn trong khi thực hiện nhiệm vụ phát hiện hai đối tượng nam giới điều khiển hai xe máy mang biển kiểm soát là 14 l 105163 và 14L1-10756, phía sau chở theo hai phụ nữ. Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra kiểm soát yêu cầu hai đối tượng dừng xe để kiểm tra. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận tên là Trường A-Si, sinh năm 1991, ở bản Chăn Mùi, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, và Phùn Quay Sồi, sinh năm 2000, ở bản tỉnh Á, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. Rồi được đối tượng Vòng Anh Nhi, trú tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, thuê chở hai phụ nữ là Huỳnh Thị Thúy Liễu, sinh năm 1995, ở ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An Phú, An Giang, và La Thị Cẩm Hằng, sinh năm 1991, ở ấp 6 Canh Hội, xã Trường Sơn, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, lên biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với tiền công là 1 triệu đồng Nhận định vụ việc có dấu hiệu có hoạt động tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, đơn vị đã yêu cầu các đối tượng về đối biên phòng Bắc Sơn để lập biên bản điều tra làm rõ. Mở rộng điều tra đối tượng Ninh A Thống, sinh năm 1996, trú tại xã Hải Sơn, thành phố Mong Cái, đã ra đầu thú và khai nhận là đối tượng chủ mưu cầm đầu, trực tiếp thỏa thuận với đối tượng A7, là người Trung Quốc, về việc đưa hai người phụ nữ từ thành phố Mong Cái sang bờ sông Trung Quốc cho A7, với số tiền công là 1.600 nhân dân tệ một người hiện đồn biên phòng Bắc Sơn đã hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cho công an thành phố Mong Cái để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Phát hiện nhiều vụ phá rừng quy mô lớn ở gia lai con tum mới đây ông trương quốc dụng hạt trưởng hạt kiểm lâm h crongpa gia lai xác nhận một vụ phá rừng lớn đã được phát hiện tại vùng rừng thuộc ban quản lý bảo vệ rừng nam sông ba ông dụng nói chúng tôi đã phối hợp với công an viện kiểm sát nhân dân huyện Ban Quản lý Bảo vệ rừng Nam Sông Ba tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác rừng trái pháp luật này. Trước đó, ngày 1 tháng 4, phóng viên đến tận hiện trường vụ phá rừng trên sau 4 tiếng di chuyển bằng xe máy và đi bộ, tính từ Ủy ban Nhân dân xã La Drake, huyện Krompa. Theo hạt kiểm lâm huyện Krompa, tại tiểu khu 1432 thuộc rừng sản xuất, nằm trên địa giới hành chính xã Iadre, huyện Krompa, có 119 cây gỗ bị lâm tặc cưa hạ trái phép, với đường kính từ 18 đến 10 cm, tổng khối lượng gỗ hơn 42 mét khối các loại và hơn 4,8 stơ củi như bằng lăng, lim sẹt, gáo, vân vân. Hiện số gỗ này đã được đưa về trụ sở hạt kiểm lâm huyện Prompa để bảo quản, phục vụ công tác điều tra xử lý. Ngoài ra, ngành chức năng cũng hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án và điều tra các đối tượng lâm tặc đã tham gia vào vụ phá rừng lớn này. Còn tại Con Tôm, từ phản ánh của người dân, cuối tháng 3 vừa qua, phóng viên đã tiếp cận hiện trường để ghi nhận sự việc tại khu vực đầu làng Lút, xã gia Tăng, huyện Sa Thầy, có một con đường rẽ vào rừng. Những khoảng rừng còn sót lại cũng bị chặt phá, đốt trụi. Đi theo con đường mòn này khoảng 3 km, khu rừng tự nhiên bắt đầu xuất hiện. Tại đây chúng tôi phát hiện nhiều gốc cây có đường kính 40 đến 80 cm bị đốn hạ, bìa gỗ mùn cưa nằm la liệt khắp nơi. Những gốc này đều mới bị cưa hạ và không có các ký hiệu hay đánh số kiểm đếm của cơ quan chức năng. Cách đó khoảng 500 m, chúng tôi lại phát hiện một điểm tập kết gỗ. Những thân gỗ tại đây được xé thành hộp vuông vức. Trên những hộp gỗ này có dấu hiệu bị đốt cháy, cưa phá. Tiếp tục thâm nhập tại khu rừng sát thủy điện Iali, chúng tôi ghi nhận có hàng chục cây gỗ, đường kính từ 30 đến 60 cm bị đốn hạ. Ông Nguyễn Khắc Sương, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy cho hay, hạt sẽ cử cán bộ đi kiểm tra xác minh, khi nào có kết quả điều tra sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Còn theo một lãnh đạo tri cục kiểm lâm Con Tum, đơn vị đã yêu cầu hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin phá rừng. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.